Tiếp theo là một cây lọc để dẫn thoát đục. Cây này thì một người bê nhẹ nhau, nhưng mà có phần thân cũng khá là độc đáo. Đẹp. Cái này mà tầm 10 thêm khoảng thời gian nữa. Đẹp. Tiếp theo là một cây nha, bồ đề. Cây này thì anh ảnh có cái khai cũng khá độc đáo. Cây này thì quá giò. Cây này có số đo là chiều cao từ mặt khai lên là 50. Đây có một cây lít sắp cũng dẫn thoát đủ. Cây có trễ mà rồi, đúng mùa hoa của linh sâm thì quá tuyệt vời rồi. Cây này được thiết kế trồng trong một cái lâu. Tiếp theo là một cây xanh lá rấy. Cây này có hoành bể là 80. Chiều cao từ mặt chậu lên 75 tới ngọn. Cây này hơn một người bê thôi, nhưng mà tuổi đời cực kỳ già. Đẹp. Lá thì rất là nhỏ. Tiếp theo cũng là một cây dúi. Cây này thì được trồng trong cái chậu 30-60. Chiều cao từ mặt chậu lên là 40.
cây này có đường thăng đây khá độc đó. Đây là cái mặt đối diện của cây dứa này. Tương đối là nghệ thuật. Bên cạnh có một cây cành thang, cành cụ thang tiết. Gián quyền. Cái này còn phải nuôi thời gian nữa.